Như các bạn thấy, khu nuôi cá bí ẩn của mình đang bị lắc lư rất dữ dội, cứ như là trên một con thuyền giữa sóng to bão lớn. Lý do là vì mình đang ngồi trên cái xích đu để quay phim, chứ không phải là động đất hay gì đâu các bạn. Mình mới thay nước cho đàn cá xong, khá là mệt nên ngồi xích đu để nghỉ ngơi một tí. Lúc nãy trong khi thay nước cho đàn cá, mình chờ có ý tưởng sẽ tuyển ra từ những bầy cá của mình một vài con cá giống để thực hành về cách tuyển lựa cá giống mà đàn trả bàn đã chia sẻ với mình cách đây khoảng mấy tháng. Giờ mình mời các bạn cùng đi xem mình sẽ tuyển lựa cá giống từ những bầy cá nào nha. Đây là bài thứ nhất và mình không chọn. Bài thứ hai cũng không chọn. Bài thứ ba không chọn luôn. Bài thứ tư không chọn. Bài thứ năm đương nhiên là không chọn. Bài thứ sáu không luôn. Cuối cùng là bài thứ bảy. Không luôn. Còn lại một cái hồ mấy chục con này. Không luôn các bạn. Đây là hồ cá mà mình sử dụng để lựa ra một vài em cá giống giới thiệu với các bạn trong clip ngày hôm nay, chính là hồ cá Liên Hợp Quốc 8. Hồ cá này lúc trước mình dồn vào một số bầy cá đã hết hạn sử dụng để nuôi thủy sinh. Hiện tại phần lớn cá đã chết vì dịch bệnh, nên những cái con cá còn lại này có thể nói là có cái gen kháng bệnh thuộc loại trâu bò, làm giống sẽ rất là tốt. Việc chọn cá giống trong những bầy cá đã hết hạn sử dụng và giảm số lượng khá nhiều, nó cũng giống như đại cát tìm vàng vậy các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ thử xem trong số cái cát còn lại này sẽ được bao nhiêu là vàng. Mình sẽ cho hai cái dụng cụ cho cá ăn này ra ngoài cho nó rộng rãi đi. Cá chọn được thì mình sẽ cho vào cái keo này. Mình sẽ lựa cá giống theo những cái kinh nghiệm, kiến thức mà Đặng Beta Trảng Bàng đã chỉ cho mình cách đây 4 tháng. Và mình sẽ lựa làm hai vòng đi. Đầu tiên là những cái con cá nào đập vào mắt mình trước thì mình sẽ chọn hết, sau đó thì mình sẽ lượt lại một lần nữa. Ở đây có một con màu khá là đậm đà nè. Nhìn từ trên xuống thì màu khá là đậm. Đáng tiếc là cái bụng của nó như thế này, nếu như dùng để làm giống thì cá con sẽ rất là nhiều cá cellophane nè các bạn. Con này không ổn rồi. Màu của cá con sẽ ảnh hưởng rất nhiều từ màu của cá mẹ, nên việc chọn màu của cá mẹ rất là quan trọng.
Đây là một con trống màu khá là sáng. Mình sẽ mở hàng với con trống này đi. Con trống này màu cũng khá ổn nè. Tuyệt vời. Màu đậm đều, vảy rất là sáng. Hơi tiếc cái là nhỏ con một tí. Chọn luôn. Đây, con cổ trống này ổn nè các bạn. Con này có vẻ giống như một con Marble và cũng có vẻ giống như một con Koi Nemo. Xe cá rất là ổn luôn. Rồi chọn luôn đi. Tiếp theo mình sẽ chọn một con máy đi. Ba con trống rồi. Đây con này coi. Nhìn từ trên xuống thì màu rất là ổn nè. Vậy rất sáng. Điểm yếu của con này là mảng bụng hơi bị trắng, nhưng bù lại thì nó có cái cặp đũa có màu rồi các bạn. Đã mất tiêu rồi. Thấy con này không ta? Đúng rồi. Rồi mình được con máy rồi đây. Thử xem con máy này coi. Máy này nhìn cái đầu thì đẹp nhưng mà phần vảy không có đẹp lắm. Vảy nhiều quá. Máy này con này theo như sư phụ đặng thì không ổn mà. Màu nó không có phân ra từng mảng rõ ràng, phần trắng nhiều quá. Chỉ có cái đuôi là đẹp thôi. Con máy này cho ép ra thì tỷ lệ cellophane sẽ khá cao. Mặc dù là nó cũng có cái cặp đũa màu đỏ nè, có màu nè. Thôi con này không chọn đi. Kế bên coi. Đây là con lúc nãy. Con này vẫy khá là sáng, cũng chọn được đây. Để coi mình được là hai máy ba trống rồi. Mình sẽ bắt đại con máy này cũng rất là căng trứng nè. Rồi bắt đại con này để mình kết thúc cái vòng 1 đi. Về trống thì con này rất ổn rồi nè. Hai con trống rất ổn. Máy con này phải loại ra nè các bạn. Con này rất là căng trứng. Thân cũng đẹp nhưng mà cái cặp kỳ không có màu thì không ổn rồi.
Rồi chị thay loại con này thôi. Đây các bạn, con này cái kỳ nó trắng bóc à. Ở đây mình còn lại 5 con nè. Nếu như thiếu cá thì có thể chơi tạm. Còn mình ở đây mình đang dư cá quá, mình đang tuyển cá theo cái tiêu chuẩn gọi là đẩy cát tìm vàng. Thì trong số này thực sự gọi là vàng thì chỉ có con này thôi các bạn. Đây. Mình sẽ cho ra cái tiếng này. Các bạn nhìn thấy là con cá này phải nói là tuyệt đẹp. Hạn chế duy nhất của nó là size hơi nhỏ thôi. Như vậy là trong số cá của hồ cá Liêu Quốc 8 thì mình chỉ đãi được đúng có một cái này gọi là vàng, nhưng mà cũng không phải là vàng 24 đâu các bạn. Này là vàng 9 tuổi rưỡi thôi. Rồi không sao. Chủ yếu là mình muốn thực hành lại cái kinh nghiệm lựa cá giống thôi. Đến đây thì cũng kết thúc clip rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các clip của mình.